Xin chào các bạn, ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn 5 thức của người Tây Tạng. Tại sao chúng ta lại tập 5 thức này? Bởi vì đây là cái cách thức mà chúng ta có thể khiến cho 7 cái luân xa của chúng ta được khai mở và khí huyết của chúng ta được lưu thông, và cái quan trọng nhất là tinh thần của chúng ta sảng khoái mỗi ngày. Và 5 cái thức này của những nhà sư của Tây Tạng thì hầu hết những nhà sư tập cái thức này thì độ tuổi của họ đều trên 90 tuổi, thậm chí có người trên 100 tuổi. Và các anh chị biết là họ còn dẻo dai ngay khi mà cái thức này. Các nhà sư Tây Tạng khi tập cái 5 cái thức này, các anh chị biết là ở Tây Tạng thì khí hậu rất là khắc nghiệt, nhưng với 5 cái thức này giúp cho họ có được cái tuổi thọ trung bình cực kỳ cao, rồi toàn là những người mà thọ trên 90 tuổi. Và không những thế, họ còn có thể cầm được hai tay hai thùng nước và bước lên trên đỉnh đồi một cách thoải mái và nhẹ nhàng, và bước xuống sau khi mà tập những 5 cái thức này một thời gian thì sức khỏe được cải thiện, và có những cái gì đó mà ách tắc ở trong cơ thể của anh chị cũng dần dần nó được tan biến đi, bởi vì chúng ta đã thông được cái 5 cái huyệt đạo, 5 cái luân xa, 7 cái huyệt đạo và 7 cái luân xa ở bên trong cái cơ thể của chúng ta. Và nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với cái 5 cái thức tuyệt vời này anh chị nhé. Điều đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng cái tay của chúng ta là thẳng ra, đây là thức đầu tiên. Với thức đầu tiên này, các anh chị hãy giơ hai tay thẳng ra, được không ạ? Và bàn tay úp lại, nhớ là thẳng tay ra, được không nào? Và người của anh chị thẳng, và lấy một cái điểm nào đó ở trên trước mặt của anh chị làm cái móc, và sau đó chúng ta sẽ thực hiện cái động tác quay. Với các thức thì chúng ta cần phải thực hiện khoảng 21 lần, nhưng với những anh chị đầu tiên, lời khuyên của tôi là anh chị hãy tập và tăng dần lên, có thể bắt đầu bằng 5 lần một thức, và sau đó anh chị có thể tăng lên 6, tăng lên 7, sau đó anh chị tăng lên 9, anh chị tăng lên 15, anh chị tăng lên 19, anh chị tăng lên 21. Cứ như vậy cho tới khi nào mà mỗi thức anh chị tập được 21 lần, thì khi đó anh chị đã đạt đến được một cái mức độ rất là tốt cho sức khỏe của mình. Vậy thì ở cái thức này tôi cũng hướng dẫn anh chị, đó là chúng ta cần phải quay 21 lần. Nhưng mà trong cái phần hướng dẫn này tôi cũng sẽ quay trong khoảng 5 lần thôi. Và anh chị nhớ điều thứ nhất là tay của chúng ta phải thẳng và úp xuống. Thứ hai, chúng ta sẽ quay theo chiều kim đồng hồ. Và thứ ba, đó là chúng ta sẽ lấy một cái điểm làm móc để cho chúng ta không bị chóng mặt trong quá trình chúng ta quay, được không ạ? Đấy, là sau đó thì chúng ta sẽ thực hiện. Bắt đầu nào. Một. Đấy, tôi sẽ lấy cái điểm đó và tôi vẫn nhìn về điểm đó mặc dù tôi đã quay về hướng này. Rồi sau đó tôi cũng chưa hết, tôi sẽ đánh mắt nhanh ở cái điểm đấy. Rồi, 2, 3, 4, 5. Rồi, như vậy sau khi quay xong, anh chị hãy từ từ hạ tay xuống và anh chị sẽ hít thở. 1, 2, hít vào, thở ra nhẹ nhàng, 3, hít vào, thở ra nhẹ nhàng, 4, hít vào, thở ra nhẹ nhàng, 5. Đó là mỗi nhịp chúng ta cần phải ngắt. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái thức thứ hai. Thức thứ hai này thì yêu cầu anh chị sẽ nằm thẳng ở trên sàn, lưng nằm ở trên sàn nhà. Và anh chị thả cơ thể của mình xuống, và sau đó mắt nhìn lên trần, hai tay duỗi thẳng và úp lòng bàn tay xuống, và người phải điều chỉnh cho thẳng. Sau đó anh chị hãy thực hiện động tác mà anh chị nhớ là hãy thực hiện 21 lần khi mà một thời gian, nhưng mà lúc tập khởi đầu thì anh chị hãy tập khoảng 5 lần cho nó quen cái mạch của động tác. Rồi bắt đầu. 1, đưa thẳng chân lên. Rồi, hít vào. Động tác hít thở rất quan trọng anh chị nhé. Đặt chân xuống, đặt đầu xuống, thở ra. 2, hít vào.
thở ra 3, hít vào xuống, thở ra 4, hít vào 5, thở ra 5, hít vào, đặt xuống, thở ra. Sau khi xong, hãy nằm thẳng ở nguyên vị trí và hít vào 5 lần, thở ra. Hít vào, thở ra nhẹ nhàng. 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 Rồi sau đó chúng ta sẽ chuyển qua động tác thứ 3. Với động tác thứ 3 thì chúng ta phải quỳ hai đầu gối của chúng ta, được không ạ? Quỳ hai đầu gối của chúng ta. Và để cho hướng dẫn anh chị một cách dễ hơn thì anh chị lưu ý cái chân của mình, cái gót chân của mình cần phải, mũi bàn chân của mình là cắm xuống chứ không được duỗi ra như này, mà phải cắm xuống như này. Lưng của chúng ta thẳng, hai tay song song dọc theo đùi của mình, mắt nhìn thẳng về phía trước và bắt đầu thực hiện động tác. 1, gập xuống, hít vào, sau đó chống tay ở hông, nhìn ra sau, thở ra. Thế về, thả tay xuống, tiếp tục lặp lại động tác hít vào, chống hông, thở ra. Trả về động tác hít vào, gập xuống, thở ra. Tiếp tục gập xuống, hít vào, chống hông, trả về, thở ra. Gập xuống, hít vào, chống hông, ra sau, trả về, thở ra. Ngồi đứng yên ở vị trí đó, quỳ yên vị trí và bắt đầu hít thở. Hít vào, thở ra nhẹ nhàng. 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 Rồi, tuyệt vời. Sau đó chúng ta chuyển qua động tác thứ tư. Động tác thứ tư thì yêu cầu chúng ta phải ngồi thẳng như này, hai chân song song với nhau, lưng thẳng, mắt cũng thẳng, và nhớ là bàn tay úp xuống song song, được không ạ? Với đặt xuống dọc hông và lưng của anh chị, mắt của anh chị hãy nhìn thẳng. Bắt đầu gập xuống và hít vào. Sau đó nâng lên, nhìn ra sau, thở ra. Hít vào, nâng lên, trả về, thở ra. Gập xuống, hít vào, nâng lên, trả ra, thở ra. Gập xuống, hít vào,
trả ra, thở, gập xuống, hít vào, lên, nhìn sau, thở ra. Lần thứ 5, ngập xuống, nâng lên, thở ra. Hãy ngồi yên và hít vào, thở ra nhẹ nhàng, hít vào, thở ra nhẹ nhàng, hít vào, thở ra nhẹ nhàng, hít vào, thở ra nhẹ nhàng. Và đây là động tác thứ 5, thức thứ 5. Thức này là anh chị sẽ cảm giác được ngay lập tức nếu như trong người anh chị đang có mỏi lưng gì đó, hoặc là đang bị viêm họng hay gì đó, anh chị sẽ cảm thấy thông ngay động tác này nếu anh chị tập một cách chú tâm, được không ạ? Với động tác này thì chúng ta lưu ý là chúng ta phải đứng ở tư thế này để chỉnh cho nó chuẩn, đúng không ạ? Sau đó thì chúng ta hãy chú ý là chúng ta sẽ thực hiện động tác này bằng cách là đẩy lên như sau. Nhớ là chân sau của anh chị thẳng và tạo ra được một cái hình cái nón. Và nhớ là đầu của mình nó song song như vậy, đầu không có ngóc lên như thế này và cũng không gập xuống như thế này. Đây là hai sai lầm thường gặp, được không ạ? Và chúng ta hãy đẩy ra phía sau nhiều nhất có thể. Đây, đồng thời hít vào, được không ạ? Đấy. Rồi, sau đó anh chị từ từ đẩy lên, nhìn lên trần. Lặp lại. Hít vào. Ba. Bốn. Năm. Hít vào. Rồi, anh chị trả về. Như vậy, anh chị đã hoàn thành xong 5 động tác. Và khi xong 5 động tác thì anh chị có thể ngồi ở tư thế thoải mái để thư giãn và cho cái khí của các bạn anh chị được phép lưu thông một cách tuyệt vời nhất. Thì có thể sẽ ngồi kiết già hoặc ngồi thoải mái, thả duỗi chân cũng được, tùy cái động tác mà anh chị chọn. Nhưng mà ở đây thì nếu mà tôi thấy thoải mái thì tôi ngồi như thế này. Sau đó tôi sẽ quân bình lại cái nhịp thở của mình. Trong khoảng 1 đến 2 phút. Bạn sẽ hít vào và bạn thở ra. Bạn hít vào và bạn thở ra. Bạn hít vào và bạn thở ra. Bạn hít vào và bạn thở ra. Sau khi xong, bạn cảm thấy cơ thể của mình sảng khoái và thoải mái rồi, hãy quay trở lại và chúc các bạn một ngày mới tốt lành. Các bạn cần phải lưu ý những điều sau đây. Thứ nhất là chúng ta trong quá trình tập, chúng ta cần phải hít thở đúng cách. Đó là điều yêu cầu thứ nhất. Yêu cầu thứ hai, chúng ta cần phải tập hết cái biên độ của nó để cảm nhận được cái dòng chảy của khí của anh chị đang dịch chuyển bên trong mình. Và điều thứ ba rất là quan trọng, đó là gì? Sau khi tập xong, chúng ta không được tắm nước lạnh, được không ạ? Ngay sau đó cần phải nghỉ ngơi được trong vòng khoảng 30 phút, rồi sau đó anh chị hãy tắm, có thể tắm nước nóng, nước ấm để cho cơ thể của anh chị nó được thải ra những cái độc tố. Còn lại nếu mà chúng ta tắm ngay lập tức thì anh chị sẽ không tốt cho sức khỏe của mình, và nó đang
bít lại tất cả các lỗ chân lông và cái khí huyết của mình nó bị tắc nghẽn, và chúng ta cần phải giải phóng bằng cách hãy để cho cơ thể của anh chị một cách tự nhiên trong vòng 30 phút sau đó. Và chúc anh chị một ngày mới tốt lành và thực hiện 5 cái thức này thường xuyên đều đặn mỗi ngày cho tới mức lúc mà anh chị đã đạt được 21 động tác trên một thức, thì 21 lần trên một thức, và anh chị đã đạt yêu cầu và hãy duy trì nó liên tục trong mỗi sáng. Trước khi đi làm, anh chị sẽ nhìn được một cái nguồn năng lượng mới hoàn toàn trên cơ thể của anh chị.